Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Eat In Show của Thần Hóng Lazada. Hôm nay thì mình sẽ ăn thử cái mì cút nút thái tôm yun này nhá. Ok. Mình nhớ như là tuần trước thì mình có quay một tập về cái mì, cũng là cái mì này, nhưng nó phiên bản tiếng Nhật ấy. Nó là mì Nissin. Cái mì mình trước quay nó là cái mì Nissin này anh em. Cũng là cút nút nha anh em, nhưng nó là phiên bản tiếng Nhật và nó là cái vị hải sản thì phải. Vì hải sản ăn cái mì thì ăn thực sự ăn rất là ngon. Thế nên là mình có một cái bản nữa cũng của cút nút của Nissin nhưng mà phiên bản tiếng Việt nhá. Đó, bản này bản Việt này. Thì hôm nay để so sánh với cái bản của Thạ, bản của Nhật thì hôm nay nó khác gì không nhá. Đầu tiên cái là cái hộp nó mình cầm mình thấy nhẹ hơn cái bản Nhật. Cầm thì nó nhẹ hơn. Nhưng mà kiểu dáng style thì y hệt luôn. Cũng có là Nissin cút nút. Cái này là một cái hãng rất là nổi tiếng của bên Nhật Bản đấy mọi người. Cái mì trước của mình thì nó sản xuất ở Thái Lan nhưng mà cái sốt là của Hồng Kông hay sao. Còn cái bản này thì xem nào. Bản này thì rất hay, nó có tiếng Việt rồi. Mình sẽ biết nó sản xuất ở đâu. Đây là một trong những mì bán chạy nhất tại 80 quốc gia nhá. Cúp nút. Đó, bản Việt Nam luôn, có Facebook của Việt Nam. Con này sản xuất tại Thái Lan nhá. Nissin Thái Lan này và được phân phối bởi Nissin Việt Nam. Như vậy sản xuất tại Thái Lan và được phân phối qua Nissin. Chắc là cái mì này giống như cái ô tô anh ạ, tức là người ta lấy nguyên liệu từ Thái về xong Việt Nam kiểu như lắp ráp lại, đóng lại cái hộp này. Mình đoán là vậy. Cái size này giống size trước nhất là 70g. Rồi, và có hướng dẫn sử dụng đây. Là chúng ta sẽ, nhưng mà cái hướng dẫn sử dụng này thì nó không đẹp như cái hướng dẫn của bên Nhật nhỉ. Của Nhật nó có hướng dẫn màu thì nó sắc sảo hơn. Cái này không dùng nó vi sóng nhá. Rồi. Mình ăn có hôm nay là vị tôm yun nhá. Tôm yun là cái vị chua chua kiểu tôm chua của Thái. Đó. Của Nissin. Hôm nay thì mình cũng được tặng nên mình cũng không biết giá nào nhiêu tiền. Đây chủ yếu ăn để trải nghiệm thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay luôn thành phần của nó nhá. Một tí nữa mình đổ nước vào thì mình không quay ngang được. Thành phần của con này cũng có là bột mì, dầu cọ này, chất gia vị rồi. Ui, rất nhiều các loại axit luôn nhá. Gì nhiều lắm, gia vị rau chúng ta sẽ có là đường, muối, trứng sấy, dầu cọ, gia vị ớt xả, bột hải sản, bột tôm, chất gia vị, rất nhiều cái thành phần luôn. Sản phẩm chứa bột mì, tôm, trứng, cá và đậu nành. Ở ngoài chúng ta sẽ có logo tôm với cả trứng gì. Rồi, hạn sử dụng thế nào. Hạn sử dụng con này cũng 2024 nhá. Hạn sử dụng con này có 1 tháng 5, 2, 3. Hạn sử dụng con này có 8 tháng thôi. Hộp này còn nguyên siêu mọi người. Thế nhưng mình nhớ mình trước mình tra Shopee là hộp này mình 5.000 một hộp thì phải. Nó cũng rẻ, bản của Việt. Còn cái bản trước mình ăn cái bản mà XO cái gì hải sản thì quả đấy thì không bán được đâu chứ anh em. Bản hiếm, còn cái bản này thì mình mua ở siêu thị được. Có phân phối Việt Nam rồi. À, như vậy khác bản của Nhật nha mọi người. Bản của Nhật mình thấy có hai điều nó cũng bị những cái vụn như này. Và cái bản của Việt thì nó sẽ tiện hơn là nó có cái thìa. Bản của Nhật không có cái thìa nhựa nha mọi người. Ở Việt Nam thì sẽ có cái thìa nhựa. Đó. Và có gói gia vị đây. Một cái gia vị này nhìn trông gia công vậy. Mình bóc luôn nhá. Thành phần này chúng ta sẽ có là cũng kiểu tôm khô. Rồi cái này là trứng à. Lần trước mình ăn mình không biết nó là ngô hay là cái gì đậu hóa ra. Ở đây nó ghi là trứng. Và có ít rau. Và gói mì nó chỉ nông nông rồi thôi. Và mình thấy là ăn lần trước mình hơi mặn, lần này mình sẽ đổ ngập hơn nhá. Lần trước ăn cái gói kia thì nó rất là hút nước. Mình đổ nước đây mà nó hút, nó cắt. Lúc mà mình ăn nó tụt xuống đây nhá. Này mình sẽ đổ tràn một chút. Ui dồi, cái này là tương ớt thì phải. Tương ớt mà nhìn như kiểu ớt chưng Việt Nam ấy nhá. Ây à, cái này thì bóc ra kiểu gì. Cái này như kiểu ớt chưng ấy. Cái này nó làm cái sốt này hơi khó lấy ấy, mọi người. Mình cảm thấy nó hơi bị mùn ấy. Hay là có này nó cái gia vị nó kiểu thế. Cái gia vị này rất khó lấy nhá. Rồi, mình chuẩn bị nước để đun. Rồi, và tranh thủ chờ nước sôi thì mình sẽ xem thời gian nấu là cái mì này nấu siêu nhanh luôn ạ. Chỉ có 1 phút 30 giây thôi mọi người ơi. Nó chín rất nhanh nhá. Ồ, trước mình để tận 3 phút ạ. Này mình sẽ đổ đến sấp đây luôn ạ. Nó hút nước kìa. Rồi, nước sôi vừa tạch xong. Mình sẽ tiến hành đổ luôn nha. Kinh nghiệm của mình ăn thì có chơi là mình sẽ đổ ngập nước sâu một chút nhỉ. Cái mì này nó hao nước khá là ghê nữa. Đó, đổ ra. Rồi mình sẽ úp cái bát này lên. Rồi, mình đợi tận 3 phút rồi nhỉ. Để mình nghĩ 2 phút sợ nó không chín ấy. Như lần trước thì mình đã để 3 phút. Đấy, thấy không? Không? Tí nữa mình đảo mì lên thì nó sẽ... Mà hình như là nó cũng khác so với cái bản Nhật, nó là nó dùng cốc giấy. Còn cái bản Việt Nam thì nó dùng cốc nhựa nha mọi người. Rồi. Nhìn cũng hấp dẫn phết. Cái này là trứng này. Tôm. Đây mình sẽ đảo mì lên. Đấy tại sao là lý do mình cho nhiều nước mình vậy. Khi mà mình trộn này lên nó cái mì nó sẽ hút nước và nó sẽ rất là nhanh. Và ăn hơi mặn.
Đây kìa, chụp dẫn feta. Mình sẽ không ăn cái thìa này nhá, mình dùng cái thìa đũa ăn cho nó tiện. Nhưng mà được cái là ở phía Việt Nam thì có cái thìa này thì các bạn đi chẳng đi picnic ấy, thì mình ăn cái này, dùng bếp ga đun nước sôi, dùng cái xúc nó sẽ tiện hơn. Ăn xong mình cho này vào đây xuống vứt thùng rác cũng khá là tiện. Tại Nhật thì nó không có cái này. Ok, ăn cái quay gách này thì một số ông bảo là ăn mà cháy, mình nhìn cái mồm nó ăn thôi là mình sẽ phải quay góc này nhá. Đó. Rồi. Thử nước dùng nó xem nào. Ôi, nước dùng màu khá đẹp, vàng óng luôn này. Ủa. Cái bản thái thì nó chua. Thấy cái vị này vị tôm yum mà. Tôm yum thì mình ăn rất nhiều các loại mì tôm yum rồi. Cái này nó có mùi chua và hơi cay cay một chút, khá là chua ấy. À, ta thử sợi mì xem nào. Sợi mì thì thanh, bản rộng, không phải bản tròn nhé, bản dẹt. Nấu 3 phút thì nó hơi bở, thế là chỉ nấu 2 phút thôi, cảm giác hơi bở, mình nấu hơi quá lửa một chút. Và có cái vị mình thấy không ngon như cái bản của Nhật rồi. Có thể là cái vị này nó khác, cái vị của Nhật nó là bản hải sản, còn bản này là bản tôm yum của Thái. Nhưng mà mình thấy nó ăn cứ có cảm giác thì nó hôi, hơi xà phòng, mùi hơi xà phòng. Trước mình có ăn một cái mì của Trung Quốc đấy, nó có mùi hơi xà phòng. Mình sợ rằng những cái mì đấy khi người ta nhập ấy, người ta đi kèm với cái hàng xà phòng ấy, tức là lúc vận chuyển ấy, người ta xếp tại vì những cái này người ta hay bán ở siêu thị, và siêu thị người ta hay xếp hàng hóa lung tung ấy, nên có cái vị nó hơi xà phòng. Sợ mình nấu hơi kỹ, ăn hơi bở. À, thử cái trứng đi nào. Trứng này cái trứng này của bản của Việt mình thấy ăn chắc hơn cái bản của Nhật nhá. Trứng của Nhật nó là hơi mỏng, mà trước mình ăn thì mình không biết là cái gì đâu. Hôm nay đọc cái thành phần thì biết nó là trứng, nhưng không biết là cái gì đâu. Thử tìm con tôm này nào. Đây tôm đây. Tôm nhỏ xíu thôi, chứ không lớn đâu. Đây là tôm. Và cái tôm này khi nấu thì nó cũng không nở ra nhá. Nó còn nguyên xi luôn. Cái tôm này ăn hơi khét khét. Kiểu tôm cháy. Không ngon như cái tôm của bên Nhật nhá. Mặc dù cái bản này mình thấy ghi là sản xuất tại Thái Lan, nhưng mà được phân phối tại Việt Nam và nó cũng khác rất nhiều so với bản mì xin Nhật. Từ cốc và đến cái dĩa này thì mình nghĩ rằng một số các cái thành phần ruột của nó ấy, thì chắc được nhà phân phối họ Việt hóa, tức là dùng luôn hàng nội địa ấy. Còn mì này thì không biết là có mì giống gốc của ấy không, nhưng mà ăn nó có mùi, mình thấy ăn cái sợi này không ngon như bản Nhật. Ăn nó còn cái vị thì đặc trưng của tôm yum rồi, chua chua cay cay. Cái gói đó, màu đỏ đỏ nó mình cắt ra ấy, thì lúc mà mình có kiểm tra lại thì nó là mùi chanh mọi người, có khả năng là chanh hay mấy ớt, cái bột chanh người ta pha mấy cái ớt ấy, ớt chưng ấy. Được cái nước của nó ngon, chua chua, ăn mát mát mà cũng hơi cay nhá. Con tôm thì hơi thất vọng. Đây, đầy đủ rau củ chúng ta sẽ có một ít bắp cải được thái siêu mỏng như này, đầy đủ rau củ.
hộp này thì thật sự mình cũng chưa tìm hiểu siêu thị nào bán đâu. Chứ mình có tra thì thấy bán ở trên Shopee thôi. Còn mà siêu thị nào bán thì thật sự mình không biết đấy. Tại vì gói này mình được cho nó cũng không rõ lắm mua ở đâu. Nếu mà với giá 15.000 Shopee mình thấy thì nó cũng vừa phải. Cái thường thì ghi nó sẽ đắt hơn mình túi nhá. Tiền hộp này, tiền cốc này. Còn mì ly chắc chắn ăn nó cũng... Gói này là cốc này là 70g thì nó cũng xem với những mì thường thôi. Không nhiều hơn mà nó cũng không trội hơn. Nhưng mà nó có ưu điểm nó tiện. Mình mang đi đâu ăn cũng được, không cần phải cốc. Mà chỉ cần trên nước sôi thôi. Cái mì túi giấy này là mình phải chuẩn bị bát. Thì... có khả năng này mì nó chín nhanh hơn ấy. Ủa, con tôm ăn thực sự rất là chán luôn rồi. Tôm mình ăn cứ cảm giác như miếng thịt nó bị cháy khói. Thực sự là chê. Tôm mà lại ăn không ngon. Nếu đã từng ăn bản của Nhật rồi thì cái bản của Việt này ăn tôm kém, sợi mì cũng kém hơn. Nước thì mình không đánh giá được tại vì mỗi nước là một vị. Cái bản kia là bản của hải sản thì sốt nước rất là đậm. Cái bản này thì nó đặc trưng là chua và cay, tôm jun à. Cái vị tôm jun là cái vị nổi tiếng của Thái Lan à. Nó giống như là cái vị phải vừa ăn con tôm nó lại rất khét. Tôm rất là chán luôn rồi. Thế mỗi ưu điểm của cái ông này là có hạt trứng nó nở to hơn. Cái thìa. Với cả trên vỏ nó có ghi tiếng Việt ấy. Ăn thì không bằng cái hộp mà trước mình ăn của Nhật, đàn tiếng Nhật. Thế bạn trước mình đoán chắc là nó xuất thị trường Hồng Kông rồi ạ. Nó có cả cái gì nhỉ, website của Hồng Kông. Mình đoán chắc là cái thị trường cho Hồng Kông, Trung Quốc. Và cái vị sốt XO nó cũng đặc trưng là của Hồng Kông à. Mì này nếu các bạn ăn thì nấu chỉ 2 phút thôi nhá. Mình nấu 3 phút thì sợi mì mình cảm giác nó hơi mụn. Nước thì cho như mình là vừa. Để trước mình cho ít quá ăn nó hơi mặn. Thôi ăn là vừa. Cho bản của Hồng Kông nó ít tôm thì chỉ có 2-3 con thôi. Bản này mình ăn được, đếm được nhá, 4 con. Mà tôm ăn khét khét, cháy cháy không ngon. Ăn nó không ra mùi tôm mà ăn kiểu miếng thịt nó bị đốt ấy. Hay là tôm giả. Công nhận cái bản thì ở Việt Nam thì nó cũng kém hơn so với những cái bản bản gốc này. Cũng giống như ô tô, tại sao người ta rất chuộng xe nhập khẩu. Còn xe lắp ráp trong nước người ta lại rất là thờ ơ chứ. Giá nó cũng hẳn nhau. Tại nhiều khi là các ông lắp ở Việt Nam, các ông đá đồ Việt Nam mà. Đá đồ Việt Nam đã tốt, đá đồ mà cố nước rẻ hơn nữa thôi. Cái nước của nó ngon nhá, chua. Rất là mát, cay, độ cay vừa phải thôi. Không nên nói là cay méo mồm. Đặc trưng của Thái là nó phải chua và cay. Thì ra mình chỉ để quay kiểu này mình ăn nó thoải mái hơn đấy.
Rồi như vậy anh em thấy mình vừa trải nghiệm mì Nissin Cup Noodle ở Thái Tom Yum phiên bản tiếng Việt. Thật sự thì cái bản này mình khá nhiều thất vọng. Thứ nhất là cái sợi mì có thể là do cách mình nấu hơi quá thời gian một chút, ăn hơi mùi. Nhưng mà sợi mì mình ăn thấy có mùi nhẹ, nó có hơi mùi xà phòng một tí. Rồi về cái vị thì cái mì này Tom Yum đặc trưng của Thái nó sẽ có vị chua và hơi cay nhẹ nhẹ nhá. Về topping thì chúng ta sẽ có là tôm và trứng. Trứng thì mình thấy ăn khá là chắc, nổi hạt to. Nhưng mà tôm thì rất là tệ luôn anh, ăn nó mùi khét khét đi kiểu thịt cháy, không ngon. Sợi mì thì mình không đánh giá được tại vì nó nhũn quá. Rồi, đó là một chút chia sẻ của mình về mì Cup Noodle Thái Tom Yum bản Việt Nam nhá. Còn hơn nữa cả các bạn đã theo dõi video clip, mà nếu thấy video hay mình nhớ các bạn nhớ like, sắp lại của kênh và chờ đón các video tiếp theo trải nghiệm các sản phẩm khác trong series ăn mì cùng Văn Hóng. Ok, xin chào, gặp lại.